Rồi, thầy xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em đi vào cái bài đầu tiên. Đó là bài ôn tập các số đến 1.000. Đó là của chương trình Toán lớp 3, Trăng trời sáng tạo. Và chúng ta sẽ đi vào nội dung của bài hôm nay. Thì trong nội dung của bài này, đó là nó có tổng cộng là các câu như sau. Chúng ta sẽ đi vào câu số 1. Rồi nó hỏi số là như thế nào. Đó, nó cho đây hình A, mình thấy là 10 cái cục này ha, 10 cái hình này ghép ra chồng lên nhau. Đó, giống như là 10 viên này chồng lên nhau. Đó, thì đây là đơn vị là bao nhiêu, chục là bao nhiêu. Đó, thì chúng ta sẽ điền lên đây là 10 đơn vị. Chúng ta hiểu ha, thì chỗ này ta sẽ điền lên là 10 đơn vị. Đó, còn cái chỗ này ta điền lên là chục. Thì ở cái câu A này chúng ta sẽ làm như thế này đây. Thì cái chỗ điền này thì sẽ cho nó là một cái màu khác ha, để chúng ta dễ nhìn. Khi làm thì các em chỉ cần điền vô đây thôi, hoặc là chúng ta chỉ ghi thôi. Đó, ở đây là 10 đơn vị. Rồi chúng ta điền vô là 10 đơn vị bằng một chục. Rồi. Tiếp theo 10 chục, bao nhiêu chục bằng 100? Ta thấy là 10 chục nè, ở 10 cái hình này ghép lại bằng một cái hình lớn. Thì trong hình lớn này có 100 ô. Còn, thì là 10 chục đó, đã bằng 100. Rồi, và tương tự. Rồi, tương tự ha. Chúng ta có 10 trăm. Ở 10 miếng này ghép lại thành một cái khối như thế này, gọi là 1.000. Ở 10 chục thì nó sẽ thành là 10 trăm, nó thành là 1.000. Rồi, tức là ta điền vô cái câu A, ta điền như như thế này. Rồi, tôi đi vào câu B. Ở đây, kêu mình làm gì? Đây nó cho là hàng. Ở đây nó cho ba cái thẻ 100, hai cái thẻ 10, ba cái thẻ 1. Vậy nó hỏi 100 là 3, chục đơn vị tương tự mấy kia. Thì cái này dễ thôi, ta sẽ điền vô đó ha. Ví dụ đây. Điền như đây là gì, chấm hỏi là gì, điền vô chấm hỏi này là gì. Đó, điền vào chấm hỏi này. Và viết số, viết cái số này ra. Đó. Thì đây ta thấy nè, đây có ba thẻ 100, tức là hàng trăm là ba, chục là có hai thẻ chục, cho nên ta điền đây là số 2. Đó. Rồi, hàng đơn vị có ba thẻ 1, cho nên hàng đơn vị là 3. Và chúng ta biết số này đó là 323. Rồi bên này thẻ trăm, ta thấy là có 5 thẻ trăm. Ta điền ở đây là hàng trăm, tức là số 5.
chục không có là chúng ta sẽ điền vô là số 0. Không có là điền số 0. Đơn vị là 4, ta điền vô đây là số 4, 4 thẻ 1 điền vô số 4. Cái số cần viết là 504. Rồi. Ta đi vào bài số 2, viết theo mẫu. Rồi, viết theo mẫu câu A, viết thành tổng các số, các trăm, các chục, đơn vị mẫu là 729 bằng 700 cộng 20 cộng 9 thì tương tự. Chúng ta có 641. Đó. Thì nó sẽ bằng là 600 cộng 40 cộng 1. Rồi, 830. Đó, 830. Thì chúng ta là bằng là đây 641 ha. Rồi, 830 là bằng 800 cộng với 30, không thì khỏi cộng. Đó. Rồi ta đi vào câu B. Viết tổng hành số 200 cộng 80 cộng 3. Rồi 200 cộng 80 cộng 3 và tương tự cái mẫu nó cho đây. Đó là 900 cộng 60 cộng 3. Là hàng trăm là 90, hàng chục 6, hàng đơn vị là 3. Đó. 100 cộng 1, hàng trăm là 1, hàng chục không có là số 0, hàng đơn vị là 1, là 101. Rồi, chúng ta hiểu ha. Chúng ta sẽ đi vào bài số 3. Bài số 3 là ai nhanh hơn? Đúng không? Ai nhanh hơn? Rồi, nó như thế nào? Hai trò chơi ai nhanh hơn? Hai nhóm học sinh, mỗi nhóm 4 bạn thực hiện hai nhiệm vụ. Mỗi bạn trong nhóm viết một số theo yêu cầu của giáo viên. Ví dụ, viết chốt tròn trục có 3 chữ số. Thì ví dụ em viết như sau. Chốt tròn trục có 3 chữ số nữa. Tròn trục có 3 chữ số như ở 4 đứa đúng không? Như bạn ví dụ ha, một bạn viết là tròn trục có 3 chữ số. À, tròn trục ví dụ là 30 đúng không? Tròn trục ví dụ là 70, là 50, 80 ha. Mỗi nhóm xếp 4 số vừa theo thứ tự từ bé đến lớn. Nhóm nào hoàn thành đúng, nhanh thì được cả lớp vỗ tay khen thưởng. Rồi, thứ tự từ bé đến lớn. Đó, thứ tự từ bé đến lớn như là 30, 50, 70, 80. Rồi, là chúng ta hoàn thành xong. Tiếp theo là ta đi vào bài số 1. Rồi, số 1 làm theo mẫu. Đó, nó cho những cái chấm hỏi này thì mình xóa những chấm hỏi này để mình điền vô nha. Chung là xóa luôn.
Đọc số, viết số, viết thành tổng. 775, 475 là 470 cộng cho 5. À, tiếp theo là 231. À, chúng ta sẽ viết là 231 như thế này. Đó. Rồi. Và chúng ta tính ra là như thế nào nè, ta lấy 200 cộng 30 cộng 1 đó. 200 cộng 30 cộng 1 đó. Tiếp theo là 814. Đấy, thì chúng ta sẽ ghi là 814 đó. Rồi, ở đây chúng ta sẽ ghi bên đây là 800 cộng 10 cộng 4. Rồi, đây là 500 cộng 4. Thì nó sẽ ra là 504. Ta sẽ viết là 504. Rồi, tiếp theo là chúng ta điền số vô đây. Bài số 2. Điền số vô. Chúng ta phải tìm ra được cái quy luật để chúng ta mới điền vào các cái con số này được ha. Thì chúng ta thấy quy luật của cái này là như thế nào nè. 185, 285, 385 thì nó tăng lên 10 đơn vị ha. Vậy đây sẽ là 485 tăng lên 100 đơn vị á. 585 thì đây phải là 685. À, đi theo cái cùng chiều kim đồng hồ. Và ở đây sẽ là 785. Còn bên này đi theo kiểu kim đồng hồ đó là gì? 372, 382 tăng lên 10 đơn vị. 392 cộng thêm 10 nữa là 402. Cộng thêm 10 nữa là 412. Rồi, cộng thêm 10 là 422. Rồi, cộng thêm 10 là 432. Và ở đây ta thấy nó quy luật là vậy, 11, 23 là cộng thêm 11 đó. Hay là tăng dần nè, 1, 2 nè, 2, 3 nè, 3, 4, 4, 5. Thì tiếp theo là 5, 6. Nên là nó cộng thêm 11 đơn vị vô đó. Ở đây là 6, 7 nha. Và ở đây là 7, 8. Và ở đây là 8, 9. Thì theo chiều kim đồng hồ. Rồi, chúng ta đi vào bài số 3.
ở đây nó kêu điền 27 hoặc là 33 đúng không? Rồi, 27 hoặc là 33 thì như chỗ này. Thì ta thấy nè, số 27 là nó lớn 20 và bé 33 thì điền 27, còn nếu số 33 là nó lớn 30 cho nên nó không thể nằm chính giữa hai số đó được. Cho nên bộ phải điền là số 27 vào đây. Đó. Còn chỗ này 300 với 400 thì cái số nằm giữa hai số này là 280. Đấy, xin lỗi, 300 400 là 320, còn 280 nó nhỏ hơn 300 không được ha. Nên phải điền đây là 280, 320. Nó mới lớn 300, nó nhỏ 400. Tại vì nó nằm bên phải số 300, nó lớn 300. Nằm bên trái số 400, nhỏ 400. Thì chỉ có số 320 thỏa mãn. Rồi, tiếp theo. Câu số 4. Câu nào đúng, câu nào sai? Câu A. Đó, là gì? Câu A là 621 gồm 120 và 6 đơn vị là đúng. À, câu đó trả lời là đúng. Rồi, câu B. 621 gồm 600, 20 và một đơn vị 600, 20 và một đơn vị. Thì câu B này là đúng hay là sai? 621 gồm một, xin lỗi, cái câu A là sai. A là sai. Vì 621 là gồm là gì? 600 đúng không? 20 và một đơn vị. Rồi, 621 gồm 600, 20 và một đơn vị là đúng nha. Câu B mới là đúng. Anh ta nhìn nhầm. Rồi, 162, 216, 612, 601 là các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn. 162, 216, 612. Đúng rồi, thứ tự từ bé đến lớn là đúng á. À. Rồi, từ bé đến lớn là đúng. Đó. Đúng không? Đúng thì không cần giải thích. Nếu mà cần giải thích là vì gì nè? 621 nó bằng 600 cộng 20 cộng cho một đơn vị. Còn à, nếu mình thích là vì 162 bé hơn 216, bé hơn 612, bé hơn 621. Rồi, đó là chúng ta hoàn thành xong bài học ngày hôm nay. Rồi, các em nhớ đăng ký kênh nha để theo dõi các cái bài tiếp theo. Rồi, thì xin chào tạm biệt các em.